ngày hội toán học mở. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức ngày hội toán học mở Nghệ An năm 2023. Chương trình được tổ chức theo hai phần, gồm hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp. Người tham dự sẽ được trực tiếp tương tác với toán học và khoa học thông qua các trò chơi thí nghiệm thực tế, giới thiệu về các định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực toán học và khoa học. Ngày hội với chuỗi các hoạt động mở về toán và STEM nhằm tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và nhà giáo dục cùng nhau thảo luận về những chủ đề thời sự trong toán học và giáo dục toán học, cùng nhau trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp của toán học và tìm hiểu về các ứng dụng của toán học trong khoa học và đời sống.